Xin chào các bạn, tôi là Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch Tổ chức Giáo dục Kingsman. Đồng thời tôi là Chủ tịch của các thương hiệu Rosa Morita, Ocean Vista và Vitalip, chuyên về đầu tư, về sản xuất và phân phối các sản phẩm về dược và thực phẩm chức năng tại thị trường Việt Nam. Hôm nay tôi có mặt để giới thiệu với các bạn một cái chương trình đào tạo rất hấp dẫn, đó là xây dựng năng lực bán hàng và chăm sóc khách hàng hiệu quả. Tại sao chúng tôi đã thiết kế chương trình đào tạo này? Bởi vì với tư cách là một giảng viên, là một người chuyên đi tư vấn và đào tạo cho các doanh nghiệp lớn ở Việt Nam và hàng chục nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam trong suốt thời gian vừa qua, tôi nhận thấy rằng hiện nay trong cái bối cảnh mà cạnh tranh ngày càng khốc liệt và trên thị trường xuất hiện rất nhiều các cái mô hình kinh doanh mới, các cái công cụ để chăm sóc khách hàng hiện đại, thì việc một công ty làm thế nào để xây dựng được một cái khả năng bán hàng và chăm sóc khách hàng vượt trội, để làm sao thu hút được khách hàng, duy trì được doanh số và đảm bảo rằng khách hàng sẽ quay trở lại để mua hàng lâu dài của chúng ta là một điều vô cùng khó khăn. Và không chỉ các doanh nghiệp vừa và nhỏ mà các doanh nghiệp lớn cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc xây dựng lực lượng bán hàng có kỹ năng và hiệu quả cao trong suốt thời gian dài. Trong chương trình đào tạo này, chúng tôi sẽ đề cập đến rất nhiều các vấn đề. Thứ nhất, làm thế nào để làm quen với khách hàng, làm thế nào để có thêm doanh số, làm thế nào để có thêm thị phần mà với đội ngũ nhân sự mới cũng như là chưa có nhiều kinh nghiệm có thể đảm đương được. Làm thế nào chúng ta có thể duy trì được số lượng khách hàng cũ, làm thế nào chúng ta bán chéo được nhiều sản phẩm, làm thế nào chúng ta có thể cạnh tranh được với đối thủ, khi mà bản chất là sản phẩm cũng như là giá bán của các đối thủ và chúng ta là tương tự như nhau. Làm nào chúng ta là phân tích được các cái nhóm khách hàng, các đối tượng khách hàng khác nhau để chúng ta có cách hành xử phù hợp nhất. Cũng như tôi sẽ giới thiệu các bạn các cái mô hình kinh doanh mới hiện đại đang áp dụng rất thành công tại nhiều công ty trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Từ đó các bạn có thể tùy biến linh hoạt để triển khai trong doanh nghiệp của mình với nhiều sản phẩm khác nhau và tại nhiều thời điểm khác nhau. Đặc biệt, việc xây dựng lực lượng bán hàng nó phụ thuộc rất nhiều vào khả năng quản lý của người đội trưởng bán hàng cũng như là các trưởng phòng kinh doanh. Vì vậy, cũng trong chương trình này tôi sẽ đề cập đến các biện pháp, các công cụ để làm sao những nhà quản lý, những người quản lý đội ngũ bán hàng có thể là duy trì và phát huy được cái tiềm năng và sức mạnh của đội ngũ bán hàng một cách chuyên nghiệp và hiệu quả nhất, đảm bảo là số lượng người không đông nhưng mà hiệu quả đem lại thì luôn luôn là sự đáng ngưỡng mộ đối với rất nhiều các doanh nghiệp trong cùng ngành nghề và cùng lĩnh vực. Và tôi hy vọng rằng tại buổi đào tạo này, chúng tôi cũng sẽ chia sẻ với anh chị em rất nhiều các cái case study, rất nhiều các kinh nghiệm quý báu mà bản thân cá nhân tôi cũng đã có được trong suốt quá trình gần 20 năm làm kinh doanh tại thị trường Việt Nam, cũng như tại nhiều tập đoàn và nhiều doanh nghiệp trên thế giới. Và với tư cách là một người đã đi tư vấn thành công cho rất nhiều các doanh nghiệp, chúng tôi cũng sẽ lấy ra những cái bài học kinh nghiệm quý giá các doanh nghiệp Việt Nam đã mắc phải, đã thành công và đã thất bại để cùng nhau đưa ra các cái giải pháp để chúng ta có thể rút kinh nghiệm triển khai trong thời gian tới. Vậy thì rất mong chào đón các bạn tại chương trình đào tạo lần này. Chúng tôi tổ chức chương trình đào tạo này trên rất nhiều tỉnh thành trên đất nước Việt Nam. Rất mong được chào đón các bạn và chúng ta sẽ có những ngày học vô cùng là thú vị và bổ ích với nhau. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi là Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch Tổ chức Giáo dục Kingsman.